Phúc đang định về cô chú với chị và các bạn thì bất ngờ có hai vị khán giả cũng 6 giờ mấy rồi cũng đang đến. Phúc Khang thấy có mua hoa trái cây gì đó đến cúng nghệ sĩ Vũ Linh nha cả nhà. Thì thôi Phúc Khang sẽ làm tiếp một cái video nữa gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Còn ở đây là một cái chị thì cũng chắc là cũng một YouTuber. Chị về nhưng mà chị nói có chị không nỡ về cho nên là chị quyết định chị lấy chiếu ra để chị đọc tụng kinh xong rồi chị mới về nha cả nhà. Xa xa trong kia thì cũng có một anh YouTuber, anh cũng đang đi quay chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn xem. Đây có hai chị mới vô nha cả cô chú anh chị và các bạn. Tối này hai chị cũng vô thắp hương và cúng nghệ sĩ Vũ Linh. Vô đi chị, ngoài đó mưa chị. Để Phúc Khang đi chị mua đồ cúng cho nghệ sĩ Vũ Linh đúng không? Để em lấy cái cho chị cái một cái đĩa để chị đứng ha. Thì Phúc Khang sẽ đi lấy đĩa cho chị trưng trái cây với Chị ơi qua hoa đây nha. nè, chị mấy chị ơi qua đây nè, qua đây nè, Qua đây có dĩa nè chị ơi. qua đây có dĩa, có bình bông cho mình cắm, mình cắm vô cái xô đó cũng được. Ban ngày đi sợ YouTuber mọi người cho tránh đi, con đi Nè nè, dĩa nè nhá, nè. vô cái bờ hay là nhá gì Nè, em để đây này chân đi. à, không có né gì đâu. Tại Mưa đâu, quá. ở đâu? Em ở đâu lận? Dạ tụi em ở quận quận 12 Ồ, quận em 12 ơi, hả? em ơi mình xé ra từng cái cho cậu luôn, quận 12 em về. Còn năm giờ mình bảy rồi. Tại hồi nãy mưa quá cái nước. Mình về hả? Mưa cái bãi xuống Anh cũng đi xuống đây cũng bị mưa nè. Đây em cũng Sáng là tụi anh cũng từ bên Nhà Bè qua đây đó. Và sáng lên thấy một cái clip có một sư cô đến thì các anh YouTuber đi các anh chặn lại không cho vô. Thì Phúc em đi Khang với anh Duy từ Tăng 3 giờ hả? Từ 3 giờ trưa quyết á, định lấy tại xe làm đêm lên nhưng mà mà lên không kịp, lên đi trễ xe quá tính lại thì mấy sư cô đã về làm rồi. mấy thuốc mà 3 giờ này tới giờ này 6 giờ 13 tiếng đồng hồ. Tại mưa á, Tại em nấp. mưa nấp mưa nữa hả? Chứ Rồi chắc mình không chưa biết đường đúng không? dạ mới đầu Đúng rồi, mình đi đi theo bản đồ nó hơi lâu. em cứ để đó đi, anh Em lát cứ anh để xé đây. chùm cho, em cứ làm tự Đó. nhiên đi không sao đâu ha. Có hai chị gái từ quận 12 nha cả nhà. Trời mưa gió thì hai chị gái hôm tối tới giờ này cũng đi qua thắp hương với chân trái cây cúng cho nghệ sĩ Vũ Linh. Thì ở đây có một chị đang tụng kinh thì Khang nói nhỏ không nói lớn được nha cả nhà. Thì chị nói là muốn ở lại ngủ giữ mộ luôn nha cả nhà. Khá là xúc động. Thì chị quyết định là chị sẽ ở lại chị đọc kinh chú Đại Bi cho nghệ sĩ Cú Linh. Thì trước giờ thì thông tin đưa tin trên mộ nghệ sĩ Cú Linh rất là nhiều nhưng mà chưa có video làm ở lại ban đêm. Thì hôm nay Phúc Phan ở lại ban đêm để làm những cái video clip khi mà khán giả cũng như các anh YouTuber về hết thì ở mộ nghệ sĩ Vũ Linh như thế nào. Thì hôm nay Phúc Phan sẽ làm cái video này gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Bây giờ là rất là yên lặng, không còn Chị đang đọc chú Đại Bi xôn nha cả xao nhà. như Nghe cô ban chú ngày anh nha chị cô và chú các anh chị bạn. và các bạn. Rất là Đọc yên lặng. chú Đại Bi này rất là tốt. Còn đây là hai em từ quận 12 sang
hoa viên để viếng mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Thì video Phúc Khang đến đây, Phúc Khang xin kết thúc. Hẹn cô chú anh chị và các bạn cái video kế tiếp, Phúc Khang sẽ gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn những cái hình ảnh và băng đêm tại mộ nghệ sĩ Vũ Linh như thế nào. Phúc Khang sẽ gửi đến cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo. Phúc Khang xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn.